Ngày 28 tháng 4, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá đường dây đưa nguyên liệu từ châu Âu về Việt Nam, sản xuất ma túy quy mô lớn, bắt 21 đối tượng, thu giữ hơn 18.000 viên ma túy tổng hợp, 900 g ketamin cùng toàn bộ phương tiện thiết bị nguyên liệu để phục vụ việc bào chế sản xuất thuốc lắc. Trước đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện đường dây bào chế mua bán trái phép ma túy tổng hợp có tính chất xuyên quốc gia, hoạt động liên tỉnh do đối tượng Trí Cá Voi cầm đầu. Qua xác minh, công an xác định khoảng cuối năm 2021, Trí đã móc nối với các đối tượng người Việt Nam định cư tại Pháp để đặt mua bột thuốc lắc. Đối tượng lợi dụng dịch vụ bưu điện chuyển phát nhanh quốc tế, giao hàng tận nơi để vận chuyển về thành phố Hồ Chí Minh cất dấu, bao chế ma túy thành phẩm. Cụ thể, từ 106 kg bột thuốc lắc trí và đồng bọn đã pha trộn với các chất bột hóa học khác để bào chế ra hơn 230 kg thuốc lắc dạng viên, tương đương hơn 450.000 viên thuốc lắc, đem đi tiêu thụ tại nhiều điểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành khác, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Công an cho biết, quá trình đấu tranh, bóc gỡ toàn bộ đường dây tội phạm nêu trên gặp rất nhiều khó khăn, các đối tượng hoạt động với phương thức thủ đoạn rất tinh vi, khép kín thường xuyên thay đổi địa điểm bào chế đóng gói ma túy đồng thời các đối tượng chỉ mua bán ma túy với các đối tượng đầu dưới có mối quan hệ từ trước